rương ai báo luôn ai nông sa mai cá đo du lùng na mọc hài nú miếng tê và đa mùi ong bán pro ca chờ lơ và xây ná đa miên bó rôm so cha chai bằng phọt ở cán tầm nay chỉ đạch bạc xây cục cồn lơ bạc xây 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 tiền bò nông bè nụ đá lư bèm ní sát cái đa miên rôm chào bò khám ai có chóng ban tầm này nhị đài phần tái tại sao mình dạy hà mà hạ chạy ta chóng khai chít lạch bạc xây nhị hào vía ban tầm ra đa tầm rong tư múc con lạy bằng tí con lạy đa miên bộ bạc xa bạc xây 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 chẳng lạy chốt ngút tất đốt xâm át khuôn pran ở đốt xâm át rôm ở sát bề buộc bạc xa bạc xây chân đu ha tờ lọc tư bình ổ cái cơ đa bà mô rộp rôm bạc xây chùm rốc bò chỉ trả ơn đại miên rôm chú nơi tì nụ cái ban rơ chùm rành dọc tại rôm bạc xây na đại miên phịt xót xa bằng phót tài bà nọc dốc ngọc bất chọn chọp nâng khuôn rồi bạc vía mà đong mùi, mà đong mùi rồi hốt khai tới chia bạc xây đầy miền rôm át bầm phót lơ kê nông chùm nào bạc xây 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 tiền ọ lúc đó ngay cầm nắp tay tàng chơ rơ bạc xây mọc đó bạc xa bạc xây tương lai bàn nôm khnê cho rùm dám có cực có kênh ơn con có cò chán cây lệnh đảm bấy thơ ca bà cuộc bà chàng chờ rớt đạch bà xây cơ đòi bị ca bì nứt bì cha ra na giang lần on ông bí tê bà đà mùi dân tụ mốt tê bà đá có bàn xâm ra chật chờ rớt dốt sát cây đảm bấy tờ tù ban tầm nay chỉ đạch bà xây cúp cồn lơ bà xây 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 tiền ò bà xây 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 bê khơi đôi chân nó có mơ tờ rôm rồi bọc ai có trầm nam ban dàng chữ bác thà chứ rôm rồi bọc luôn có ca sĩ cái đây khăn trò lào xong xây bộ vía con đòn khnìa cho một chung nâng sạch cái hai chắc rôm cái đó rôm đẹp bật tên ọ nụ ỏi to tệ ọ rồi hốt phơ ai cái lệch nơ rôm bật rồi bỏ vía cứ bỏ khám ảnh đại chanh một bằng hai nhẹ đăng thà vía rôn tay chi sát cái mùi ba đa bần lòm khuôn rốt rôm kê một bật lơ khuôn bần nò bè nụ hỏi tế bà đa có lê nhau sát cái ní khai chi sát bạ xây hỏi có mình đánh mình ai cái cho rôm bà cuột lực cao tiền cao bà rôm lực nông rương ní bè đa bà cô nam mà nè click away đại chi attack nhà đã bọc luôn away đại nó tự ban mà quay nút cử miên tai xích cái đây vì nia nâng xích cái đây âm mà tai bẩn nọ chí sát trâu nâng khỉa miên sách đây đi tiền thả
Cảm đi bệ ní sát bát xây chàng o sốt tay miên xâm bó xò đôi đôi khỉa khó khỉa tay riêng rơ nâng sân than trong trì bần nọ bệ đại hà nơ lơ à cá kê mình ai xung cô là bàn tê tha chỉ sát ở vầy chỉ sát ở vầy chỉ sát ở vầy là ơi đôi miên phiếp cho ra lâm khỉa đôi chân nô cơp sát chàng o ក៏បុលគ្នាមកប្រជុំប្រឹក្សាគ្នាថាឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាគិតរចនារូបយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសភាពយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានពណ៌សម្បល់ខុសៗគ្នាជាប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សលោកគេច្រឡំរូបប្រជុំអស់ពេលជាយូរទើបសម្រេចថាអ្នកណាស្រឡាញ់ពណ៌សម្បល់យ៉ាងណា ចូលធ្វើយ៉ាងនោះទៅចុះកុំឲ្យតែដូចគ្នាពេលនោះសត្វទាំងអស់បានអនុមតិយល់ព្រមតាំងសត្វខ្វែកឲ្យធ្វើជាមេជាងខាងគំនូខ្វែកបានគូគ្រប់សត្វទាំងអស់តាមរបៀបដែលគេចូលចិត្តរៀងៗខ្លួននៅសល់តែក្អែកនិងខ្វែកខ្លួនឯង ខ្វែកសួរទៅសត្វក្អែកថាបងក្អែកឯងចង់បានគំនូពណ៌ដូចម្ដេចក្អែកឆ្លើយថាសាច់តែនៅលើបងខ្វែកឯងតែចោះព្រោះបងខ្វែកឯងជាជាងគំនូស្រាប់គូយ៉ាងណាឲ្យតែសំល្អខ្វែកឆ្លើយវិញថាអឺបើដូច្នោះ ខ្ញុំគូឲ្យបានពេលយប់ទើបទំនេរទើបរំលឹកពណ៌ល្អគូថ្ងៃមិនល្អទេប៉ុន្តែចូលបងក្អែកឯងគូឲ្យខ្ញុំជាមុនសិនចាំខ្ញុំគូឲ្យបងឯងតាមក្រោយក្អែកក៏គូឲ្យខ្វែកមានពណ៌ក្រវែមក្រវាមតាមការបញ្ជិតរបស់ខ្លួនដោយសារខ្លួនមិនសូវចេះគូផង ដល់ពេលយប់ងឹតសូនសុងក្អែកក៏ហៅក្អែកក៏ហៅក្អែកទាំងអស់មកប្រជុំគ្នាហើយលីសជុំមួយខ្ទះធំក៏យកក្រណាត់ជ្រលក់លាបលាបពេញសពទាំងអស់គ្មានសល់សាច់ត្រណាបន្តិចបន្តួចសោះឡើយលុះព្រឹកឡើងកាលណាក្អែកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្លួនឯងខ្មៅព្រិចគ្រប់គ្រប់គ្នាឯខ្វែក រាន់តែភ្លឺស្រាងស្រាងក៏នាំគ្នាហើរគេខ្លួនបាត់អស់រលីងក្អែកនឹកខឹងខ្លាំងណាស់ក៏នាំគ្នាហើរស្រែកកងរំពងពេះពេញព្រៃតូចព្រៃធំគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីរកក្អែកឲ្យតែជួបប្រទះនឹងចឹកសម្លាប់ឲ្យវានេះហេតុនេះហើយទើបសត្វក្អែករកស៊ីតែពេលយប់ព្រោះបើរកស៊ីនៅពេលថ្ងៃ មុខជាជួបនឹងសត្វក្អែកដែលជាស្រូវយកជីវិតសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកក្អែកនឹងពួតគ្នាចឹកសម្លាប់ខ្វែកមិនខានឡើយលុះដល់ពេលថ្ងៃវានាំគ្នាពួនសំងំនៅក្នុងព្រៃបាត់អស់ឈឹងរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះ សេចក្តីដំណាលមកថា
miền sạt cái mũi nơi a sai nơi lơ trong thảo chà pua ngày mũi cái đi có bàn prong riệp trong ca côn ai miền cú sọ cò sạt cái có chắc ai bụt bụt khá hà từ hàu thiêu đá chứ xa tặng ơ mộc xì cà hai có chắc bụt khá tiệt ai hà rộp chùm này lại chớ sâu ông co trầy sạch cúp mộc tặng ơ đạm bay dọc mộc riếp trong bí thi tờ tù phiêu chứ sạc đá chứ phiêu kê đi dù rộp bọc luôn lúc đó ngày cầm nót riếp trăm xăm cung con pro con say tiếng pi nè hai bộ sát tiếng o đa sạch ai ban anh chơi mỏ có ban một chút chung giang có cất có kềnh xí phật sạp bài sai hô kinh triều loan trò hằng bình bầy này dây bị sát anh đá đá sát ai ban anh chơi một đài có không vía rốt quê khoa từ nâng kê đai ta đã hai thạch chương quạt khlây bê có một đò cào kê lúc tụt đò đàn thân áo đó có mơ tù lơ khớn và buộc kê sạp xếm xếm xí phắc u ô giang cài lên có nức liên sọ thật mọt mình đấng chỉ kịch thơ đôi mặt đất nâng ban từ lời trong thân áo ban bê lũ sắp ta miên buồn môi lùn mọc đỏ chu bẩn đá có xua thả sát ẩn đạc lũ có xua từ buồn thả bọn buồn đỏ anh ta nà đá sát buồn lại thả ồ ba bọn nhóm ta xí ca con bọc ai cho bọn đặc ánh một tỷ nị thừa vậy đa anh đã có chơi từ bên thà nhóm một tỷ nị hơi cọc bùm rong tay ta xí ca con bọc ai đa bố thà à bảo được chứ nế bọn anh kham gần tôi nhóm một nhóm nâng luôn dùng dục bằng ai làng từ lờ tay xong bỏ giặt một co bẩn tích còn đá trách on nè bàn lư đôi chân nè có khám con tôi bố phìm bố có luôn làng từ lờ trong thảo lúc từ đó có thảo có đàn thảo thảo đách cái cổ lê khơ nhận đá có sách xô chứ ca cô xong từ sạch anh đạc thà dì bọn đạc anh chơi một đai ấy anh đạc plech luôn plech kịch thạc luôn anh cầm bông tay bòm cầm bông tay khám gần tôi bố có cháu cho tôi đừng bị cô xong chứ mùi đừng sạch cái bình thà bát mùi đừng bệnh nu anh đạc có rô bột mọt đi cần tôi bùa thế lẽ các bột ngọc đỏ đấy bằng đà lại các tòm sông nơi chụp nam rồi hốt một đỏ sọc thay đi ai chồng này mà hộ bà hả tế prong nâng bàn xí có khan bàn xí thán tiền biên cổ thân ạ đỏ sông tiệt phong hẹn đi hỏi bàn chỉ miên bị chà đã tán tay này dây ai mà nụ đã kê hai tục chụp liền rứ bò đập hộp hà khăn ông bị thiê bầy mùi mà nụ đã kê hai nụ tư bùm toàn bê miên bà hộp hà có ớt tàu lúc mà nụ nụ tỏ đó kỳ kế kê tràn hai hai này dây thà mà nụ mọt ảnh đạc hạt này hỏi bán chim miên bị chà tại anh đi chi ai mà nô đã kể hai từ chụp riêng không cam bị thiệp xem xến rứ hai từ bò đi phô bà hà không cam bị thiệp vầy mùi nô mà nô đã kể hai nô bê đã từ bầm toàn bê mà hô bà hà rứ có bê đà mà hô bà hà ọt từ
lúc mà nụ đại tư cõi kê nụ chế tràn tài hào thà mà nụ mọt ảnh đào đọ xong trình bí bà chôm rương bình khmai phía tì bàm bờ rương tì đọc bì rương bình nhịt tiến đã tết tôn thân nâng bà bây ní này sát sơ nọ sát sơ nọ đã chi biệt đã bong bà ôn mình sơ này dùng hào tề sơ nọ bà này thả sát chá bị thả sát chá cứ bong bà ôn thọp sơ thọp đăng thọp hào to to kia bình phùm bình sọc ngày ní dương lực ni tiên rừng tẹ tôn nâng bà bây ni đọc bò sát sơ nọ chún ở lục nẹ xâm đạp đôi tò tờ ta lục đẹp thlọc khơi tế sát sơ nọ viết bà căn bà bây ni bì mối ta ca na vi chụp nia nơi tì na cọ đáy mình tha nhi mình tha chmô tê vì tay ta hát cụ nia ta vĩnh ta màu đường ní cứ tiên tốt nè khan mặt bàn tê tiếp bi sạch sở nội chmô ca na viê bân tô bong hai thần nôm nú cứ vì tay ta lực chương mặt khang chia đà ràm đường ní cứ vì thơ chỉ tú tư mình đã lẽ bóng đôi khía đôi bạc ca mùi đài ta nữ dù tế tha rương tiền pin đa xô nọ tay vật vật ní một bìa vầy hai miên tâm bê na mộ rương đa xô nọ vật vật tiền pin nú cứ thì mùi cứ ca bi bật thơ mà ca đã tớp ta miên ca mà nụ sạch miền sát na bằng tách bằng tôi đã lơ phản đầy miền rương đầm nà thà còn ông xa mai bây ní miền vọt à ràm miền nẹ bùa căn sở sát chá rắt căn bị bật sát chạc rồi chung khá ní đòi bộ nơi ta vọt ní muối ní mùi miền sân nọ chá chán chá rô cao nơi khá nông vọt chăm bọt phô bà hà xe xo rộp bọt nẹ bùa tại cả nà lục bà chôm chắn chân hàn nà lơ xa la chắn cứ bộ sát xa nọ có nón kia tại cạp của lục chăm bọt phô bà hà xa nọ tại riêng đô thay khai chân nắm cũng đã khan lòi ai nẹ phùm nẹ sốc ất miên xa nọ át xay nơ đôi sập thay nì tê ngày mười nú bọn đa bộ xôn nọ tiền nú miễn xôn nọ mùi lịch cho ạch chạy khai tập hào thông khá là khó đo lột mê vọt đá cầm bông chẳng lột mê vọt có xua tơ xôn nọ đài nơ chung khai nụ thà ai cháu ơi tam bật tròn tha mùi nạp hào tại khá miên sát sổ nọ mùi nà tờ tùa thạc luôn phòng xót ai lục rú mê vọt lục chế điệp sổ bạc thà miên sổ nọ mùi cực bá nông dùm làm lúc tranh phòng bật ra cọt tớp lục bồ thà vừa ai nơi tờ lẹ băng chết ở chân mình práp ca bật mình prôm tờ tùa cầm hộc rồi bọc luôn nó chứ nọ chỗ là anh chạy trên bì vọt chốt nơi vọt ấy lời đi tới chỗ tại bịa sẽ chạy ra vào lực rù bụi xa nọ có ăn ra thiền chạy bì vọt khá nông môi đồng bệnh bông ai tụp tôn bàn lời tàng bì bê đường mốc xa nọ tới lại có khai tơ chia sát à nà thà chánh tơ lẹ khá luôn bô nà thma đòi bầy khá lá đói bà tia xâm bánh kê khá là ọt khliên bồn bề
cát cái đây xong vai anh đặt luôn anh tăng bị bè đồ mỏ phố xong nọ tên nu có tăng chất xoay đồ phó tăng ai bà gọt thà xong nọ nạp hóng hói lẹ băng tốc bần đà lại bộ xong nọ đã sợ chờ rật slốt tiếng trông tớ tố xì cái đây lũng bạ với tình yêu tình ọc nê giang đi hà đi hói bà chì bộ xong nọ bà càng chọp khăn nông cách ca nụp riêng riêng khuôn mộ tại chạp bè chụp khí với liên na có đòi có tăng chất chắp đà môn kế cử hất cụt khí tớ bình tầm mộ hói ban thông khăn à sao đốt khí xong nọ mũi có nhanh thâm minh bình chanh xâm lên là ngang ngang xong nọ mũi tiết có chọn ở bình thà ngang ngang đôi khía tớp bông cát tô lang prom prom khía có pra cầm lang cai prayut khía từ bên trong một bên tầm hàng làng cách cả tỷ pí cứ sơn nọ chmol miên pro can chặt mũi cừ về bên tổ bóng cừ nốm tái tài lao trường khang chia đò ra đường tỷ pí ní cát lang khăn ông xa mai chì mùi khăn nìa nâng rương tì mùi đà khăn ông rương nú miên đầm na to to mọ khăn nìa thá xa mai nú miên bò rò xa trây bây bà bôn mùi cù miên tì lâm nơ mân chân ngài bì a ràm nạc nà tê lục đò khluôn cánh tay chà tơ miễn dịch cái đây sang ngoài tớ non pha mây phẹ rìa bị cha ra thà ấy lỡ dân cha cha hói cho không dịch cái đây mình tiền slap bè nà tại dân từ bên nhé cứ chỉ nẹt tu được cốt sắt croc sắt mấy nó bay nằng thưa bon tiền đòn mà đòn nà sót bà cung nâng slap tớ tê ắt bàn phò bà dòi vầy dương khơi thà dương bà cọp chia lê bàn chạp thiệt chia mà nụ hoi thì rú dương mình toàn mình xây bàn thuộc bọn sọ tớ chia chạc xa lòi làng thà phải bật tài dương cỏ bà prăng trò đo tư cung thuộc bàn khlạc mình lên con tay chia tu được cút bất đa ca tư ta tọp thà ơ vậy chị ấy ban thơ chị ấy tha thơ bàn ta thơ vậy tư chế thà bà quạt tạm nhóm nâng thơ ban tớ dây ác tha thị bài bạp ta thà dọc thằng ngày ní miên xa kê nơi chung bình phùm dương kế tớ nâng chế đô đặc nôm dọc tử lệ ấy đừng chỉ đúng cọp xây khá bà dương nôm kia tờ rơ mùi tháng ngày cũng đam bài bàn chìa chẳng hàn một đồn ta thà gì đi bất chật trời là hao gì bà nhập tử cái rơ bàn cà bằng tạch tha hao ta nâng gì có căn lại mùi mà nè chánh tơ rơ sơ được nông viên xài đã kết tớp đường chế đột hỏi rồi mùi thằng ngày vào lần ấy ban sơ bà man mùi tờ lọc mà nè dây tá nuông khía vơ tờ lọc một bình lúc bò được hộp bà hà rồi hỏi có bà bố khía bọ cọp sơ trong này chàng tá có cho cầm bật cao cọp ẩn có nút biến sơ bò lưu la đôi bông ông con chết khí dì dục ông con ta liên tật đàm bài hói trọt nông chân năng đàm bài tam thọc đà để dì bì lục rú về trang át tì ca lúc miên nhiên dô ca chạy chú ba đói âm nai nê ca căn thơ sạch chạy lúc ban chơi đi hẹt bì ta nâng dì rất na thơ mà hà tiên con lô khai bị khụ xa mà này mốc bà chùm thà dục ní trớ nôm khní bao xâm ác vọt
đọt tung ao chong sum ao rung rương sát rục rực ní miên mà hà tiên chôn một vọt rồi bỏ trường đôi chân nè dừng tư thơ ai cô xóm nâng quạt tờ tù bàn mà hà tiên bị kháng dừng tư kìa nú bị khu xăm mà đê tương lai có khó khai bỏ trả xâm át vọt chong sông thơ đôi chi tờ tù mô hà cả thân mùi lục rực lãng hà rừng đẹp rẻ sắp tới khơi gì nâng ta bọn đà khỉa chó tức nông vọt à dĩ cót cân điết lây mùi miền bay mùi chan đặc nông lây đá cho xong đại tức cót lục rù thông đại kia về cháu át tích ca vi chuông mơn mơn pra chung bị khổ mùi rú xa mà nê thơ phót cất tạ hà á nô mô tà nì nâu vi lê kìa nô miền bị khổ mùi rụp đau chật ná stu chanh tay cho cha mơ plâu lô chê nhàng ta bàn đà khnìa chanh tay đo prum vót bí khu nô con này dì nè dây ta khói khói nhóc nhàng hàn ra bò dì nhàng ta tờ vót ai nà tiết chó công chôn mô vót này tiết sắp bạc bai mùi chàn ở kê lục bạc ớt mùi dục tha hơi bí khu nô cái chân từ rì ai dì đằng tá lưu ban lưu xong đây bị khổ nụ nì dì đôi chân này hào đi có miền chật cát tục ăn chật bồn bề nòm khả ní xong vai khả nông chật tha áo cam ơi cam áo cam ơi cam hay là vậy dương cây cro thơ tiền mình ban đất đỏ bán trên nôm ai lục mình sợ bãi chất lục tá có như dây làng thả cho lục dây kịch đôi một đạch tiên lục dây như dây thả sông ta cũng prui mình ai tê sắp ngày ní khiếm khơi sơ nọ chặt bọt một nớ có ba em ta dương tràn ná rồi hát chìa kì kịch thà xong lập sát thơ bôn mình ba tờ lọp chìa bàn bôn chơi tràn tờ vinh mơ tờ vì bố ta dĩ dọc tờ bài mùi chan dọc tờ bà kênh lục đại khả mình mà hô ta còn là dây thà ơ mẹ anh dĩ một tôi dốc chân tốt bia mùi mốc hỏi thà ta đọ đau chân bì sao bần đà dì chân phót bì tè tư có sáp tè bà tè xô nọ bôn ràm kà bà nơi hai hai kà bà bầy ta thà dì sẽ bì mốc dì stúc đánh vi trâu xô nọ mùi đầm bòn ta stúc trâu trâu con nâng pra đau cắt co xa nọ mùi tàu sẽ cho sẽ lãng xâm lập ban xâm nọ buôn pram dây thà là mồm hai ta là mồm thơ chẳng hàn cho kênh lộp ban một gọt hai hai dọc sai chong sai nhìn chùn dọc bọc tè dây gọt chặt ca ban tràn mục gọt thơ chứ sạch cho nuôi đau chứ chẳng cạn ao ta ăn cọt han chị đông đặt thang mùi hái cọt han tối thôi chia sầm lòm chu cường khnông để trầy nổ lúc kêu chơi chơi ở Attica đam miên rất miên sao sạch chả trống xoay vô tiệt thả đăng rương cột sập có bờ chôm bị khổ xa mà này mọc rạp thả bậc sải miên tiên mặc đo vọt dương tiệt hài bồn tái tiên núc thả thống có tha bàn thả tốt có tha bàn bồn bạch rìa vọt tụ tù tê lúc bậc lãng lưu chứ bạc khơi dì tù thang mùi tá rêch âm rêch mùi trôn tực nông vọt lúc rù có vay ạ kèng mơn mơn
chung bị khổ xăm mà nè thơ phó ta hà nâng ác nâng một nìa. Rốt hai có lực rù hàm thà. Bị khổ cái đấy, xăm mà nè cái đấy, bà bàn tà tô chẳng hàn miền sạch đống, công a chăn. Trâu nông nê dọc xâm lo đè miền sạch đống nú, bà cô lai át mà công khan. Lúc thơ phó ta hà nâng một nìa rốt hai. Ta nâng dí có đô xâm lo chạy lô cụp cọt. Ai bị khổ xa mà nế. Cá bàn tự tu mà hộp sạch hòi bị chà ra nà. Mơ bông khơi miền trầy miền sọc tài sạch. Có nóm khá nế dốc mà hộp nụ tự bà kên lục rù áo. Rê chào át tì ca thống. Nếu xa tay bị khổ mùi ẩn. Cũng bán dọc xâm lo tư bà kênh lực rù thông xung ngóm tốc chăn mà nè ảnh. Ai lực rù thông xâm an ta ơ. Lúc dọc bọc chung khí hỏi có sốt kết thà xâm thiết. Ở cả chết xô nọ làng vinh. Ai xô nọ đại cả đòi âm nai kết thà nú. Cát làng chia rụp xô nọ sốt sạt. Còn tái miên chương tệ bầy. Tớp lực rù thống, chắc lực rù sốt, ai đa mơ cục cột. Tớ khơi nông cột bị khụ mơ rụp nụ, miễn sách, chụt nụi miễn khó, miễn xâm lo mà chụp rương sọt tài sạch. Có bằng cọp ai bị khụ nụ dọc tớ bà kênh lực rù thống. Lúc lực rù thống bàn đất tùl mà họ thầm ấy tiết. Có lúc sai kỳ tha xâm cung mà đoàn tiết. Tớp xuân cát chê xa nọ miên cục chê buôn đôi đàng vệnh. Tàng bị bè lù mó sát xa nọ. Có miên xích cái đây cắt thì nhu đo lực rù thông chọp trên lịch nông chật. Tại cả nà mình tổ bóng nốm cứ nức hơi đo con rò bọc bè rù. Có bằng công tệ ban lực rù cùng ấy. Cái xa nọ cứ khoác chê mùi. Cách hỏi có lực chương từ cây mặt hàng cứ công nộp bình lực ở cùng. Nước bê mình tụ bằng nốm cứ lực chương đa lực rù bằng cách ở cây mặt hàng ở nước anh.